Hello, em lại xin chào toàn thể các bác yêu thích làm vườn và đam mê làm cây cảnh, làm bonsai. Hôm nay cơ sở nhà em lại giới thiệu một video ngắn về mẫu kéo cắt cành trên cao nhé. Cơ sở nhà em thì sẽ thuê chim vào thường 12 giờ trưa hàng ngày. Bác nào mà có yêu thích em thì nhớ đăng ký kênh để được theo dõi video live stream của em nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu qua về mẫu kéo cắt cành trên cao như trên tay em đang cầm đây. Cái mẫu kéo cắt cành trên cao này nó sẽ từ cái phần thân kéo này nó sẽ được làm bằng hợp kim nhôm nhé các bác nhé. Và đây, hợp kim nhôm cao cấp rất là dày dặn nhé, từ phần tay cầm cũng thế đấy ạ. Phần tay cầm nó sẽ cho bọc cho các bác một lớp màu đỏ. Giúp các bác mà cắt cành lâu, cái tay các bác có bị da mà hôi thì sẽ không làm trơn trượt cho các bác nhé. Cái là hợp kim nhôm cực kỳ là dày dặn và hàng là hàng cao cấp nha các bác nhé. Đây là phần tay cầm nhé, còn đây là phần chốt. Khi các bác mà đóng không sử dụng nữa, các bác có thể chốt cái phần kéo này vào giúp em. Đây là cái phần chốt nha các bác nhé. Đây, còn mở kéo ra các bác cứ bật cái phần chốt này ra. Bác bóp nhẹ tay cầm thì các bác bật cái phần chốt này ra giúp em. Đây là sẽ thêm cho các bác một lớp cái lớp đệm nhá, để giúp các bác cầm nắm nó không bị đau tay và được êm tay nhá, cầm nắm cực kỳ là êm tay các bác. Toàn bộ là hợp kim nhôm hàng cao cấp, hàng loại 1, hàng dày dặn nhá bác nhá. Đây sẽ là ốc chốt để khi bác nếu mà muốn cắt những cái cành cao, các bác chỉ đẩy cái chốt đấy lên cho em. Các bác đẩy cái chốt đấy lên cho em. Ở đây có những từng lớp ô tròn tròn nhá, các bác đẩy đúng vào cái lẫy tròn tròn này thì kéo mới cắt được nha các bác nhá. Ok. Đấy, đẩy đúng cái lỗ tròn tròn này sẽ cắt được nhá. Còn về phần lưỡi kéo, đây là về phần lưỡi kéo nha bác nhé. Lưỡi kéo thì làm bằng loại thép đúc nguyên khối cực kỳ là dày dặn nhé. Đây nó sẽ đây bên này nó sẽ làm một cái phần ghim cây nhé, ghim cây ghim quả từ trên cao xuống nhé. Còn bên này đó sẽ là phần cắt nhé các bác nhé. Đây là ốc chốt liên kết giữa hai cái lưỡi kéo lại với nhau này. Lưỡi kéo cực kỳ là dày dặn nhé. Sau đây em sẽ đi test thử và tỉa cây cắt quả thử cho các bác cùng xem nhé các bác nhé. Đây em sẽ cắt thử tỉa những cành mít nha các bác nhé. Đây. Em đang tỉa những cành mít nha các bác. Đây là em đang tỉa những cành mít. Đấy cực kỳ là sắc ngọt luôn các bác ạ. Dùng cái này thì cực kỳ là êm tay, nó không bị đau tay, cái thiết kế cực kỳ là đẹp và rất là tinh xảo nha các bác nha. Em thử cắt một quả ghi một quả mít cho các bác xuống nhé. Em thử ghi một cắt một quả mít em ghi xuống cho bác cùng xem nhé. Kéo cắt cực kỳ là thích luôn các bạn, rất phù hợp cho bác nào mà đang muốn tỉa những cành mà cắt của những quả trên cao nhé. Cái phần mặt vàng đấy sẽ là phần ghim quả xuống cho các bác này. Đây, ghim quả xuống cực kỳ là ok luôn ạ. Ghim quả xuống cực kỳ là ok luôn ạ. Đây, các bác có thể nhìn đấy. Ở bên em thì có rất nhiều loại kéo nhé. Bên em có loại 3m, 4m và 5m nha các bác nhé. Các bác nào mà có muốn nhu cầu muốn mua hàng, các bác có thể để lại số điện thoại ở phần comment hoặc các bác có thể liên hệ trực tiếp đến cái số điện thoại em đã để phần tiêu đề nhé. Video ngày hôm nay sẽ xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong video lần sau ạ.